Quốc bảo xin kính chào quý vị khán giả Trong thời gian vừa qua Sau những gây hấn của Trung Cộng trên hải phận Việt Nam Hậu quả để lại cho đất nước Và người dân Việt Nam Là không hề nhỏ Điều đó là một báo động đỏ cho sự an nguy Của dân tộc Việt Nam Và những hành động hướng tới sự bảo toàn lãnh thổ Lãnh hải được đặt lên hàng đầu Trong hàng triệu khối ốc Hàng triệu con tim người dân Việt Ở khắp nơi trên thế giới Kính thưa quý vị trong những ngày vừa qua dư luận và cộng đồng mạng đang xôn xao về một cúng phim do một người pháp thực hiện tại việt nam nói về sự tàn ác dã man của trung cộng đã gây ra cho người dân việt nam và những hậu quả của nó là rất tàn độc nhiều gia đình việt nam có con mất cha vợ mất chồng có những gia đình mất cả chồng lẫn con cuộc sống vốn nghèo đói khốn khổ của thường dân việt trong những vùng duyên hải càng lâm vào cảnh tan thương cùng quẩn. Những thước phim mang nặng nỗi đau của người dân Việt và tìm ở một cảnh báo về sự an nguy của nước Việt đã bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm chiếu. Một sự im lặng khó hiểu sẽ dẫn đến một tương lai nào cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng tôi xin nhường sự nhận xét và đánh giá sự việc cho quý khán thính giả.